kinh doanh thiết bị thực tế ảo tại Việt Nam thay vì smartphone, thị trường di động không còn là mảnh đất màu mỡ đối với HTC trên phương diện toàn cầu và nhiều thông tin gần đây đều cho biết công ty này đang làm việc với các đối tác địa phương để nhượng quyền thương hiệu. Điều này đồng nghĩa, HTC không còn được xem là một nhà sản xuất điện thoại như trước mà thay thế bằng việc chuyển sang kinh doanh lĩnh vực mà hãng này theo đuổi khá lâu đó là thực tế ảo. Các thông tin trong nước cũng đã rò rỉ gần đây cho hay HTC Việt Nam sẽ không kinh doanh sản phẩm smartphone trong năm 2019 và hãng này sẽ tập trung vào các thiết bị giải pháp thực tế ảo một đại diện nhà bán lẻ lớn tiết lộ htc việt nam sẽ chỉ còn quản lý về mặt thương hiệu với các mẫu điện thoại mới khi được nhà sản xuất nhượng quyền kinh doanh ở việt nam htc việt nam sẽ tập trung chính vào chiến lược kinh doanh các mặt hàng thực tế ảo bằng chứng khá rõ là ở việt nam từ đầu năm đến nay hãng cũng không ra mắt bất cứ một mẫu điện thoại di động nào thay vào đó hôm nay htc đã chính thức mang đến thị trường việt bộ ba sản phẩm vive pro full kit vive focus plus và vive consumer edition Đại diện HTC Việt Nam cho biết, các dòng sản phẩm thực tế ảo của hãng được áp dụng trong các lĩnh vực game VR, giáo dục, y tế, thiết kế, nội thất, du lịch cùng nhiều ngành nghề khác. Trong đó, Vive Pro Full Kit là giải pháp cao cấp nhất với mức giá 43,7 triệu đồng, dành cho những người đam mê thực tế ảo. Bộ sản phẩm này bao gồm kính Vive Pro, HMD, hai bộ điều khiển không dây thế hệ 2, hai bộ định vị với tính năng stream VR tracking thế hệ 2 có khả năng quét không gian trải nghiệm lên đến 7m x 7m với Vive Consumer Edition. Có giá 20,7 triệu đồng là thiết bị thực tế ảo nhập vai trong quy mô không gian trải nghiệm tiêu chuẩn bao gồm kính có độ phân giải 2160x1200 điểm ảnh, hai bộ điều khiển không dây và hai bộ định vị Steam VR tracking và cuối cùng là Vive Focus Plus có giá 28,3 triệu đồng, được thiết kế dành cho doanh nghiệp. Sản phẩm này được trang bị hai bộ điều khiển siêu âm, ultrasonic, 6 mức độ tự do, 6 dock kích hoạt đồng bộ hóa giúp người dùng có thể kiểm soát hoặc tương tác các vật thể với phím áp lực. Thêm vào đó, nó cũng được trợ giúp từ nền tảng WAVE và các công cụ SDK, giúp việc chuyển đổi từ thực tế ảo trên máy tính cá nhân sang Vive Focus Plus dễ dàng cho các lập trình viên. Ngoài ra, HTC cũng giới thiệu nền tảng Viveport, một nền tảng hoàn toàn mới của hãng này hoạt động như một cửa hàng ứng dụng và dịch vụ thuê bao trực tuyến với hơn 2.000 ứng dụng và game thực tế ảo.